Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang ngày càng gây ảnh hưởng rõ nét và tiêu cực đến đời sống của người dân. Năm 2016 là một năm có quá nhiều rủi ro thiên tai trên cả nước, gây thiệt hại về kinh tế đến 1,5 tỷ USD và hơn 200 người chết. Đây là thông tin được chia sẻ tại hội nghị Nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng UNDP tổ chức vừa qua tại Hà Nội. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nâng cao năng lực thể chế quản lý rủi ro thiên tai, trong đó trọng tâm là đề án quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2009, với mục tiêu là đến năm 2020 sẽ có 100% cán bộ chính quyền các cấp làm công tác phòng chống thiên tai được đào tạo nâng cao năng lực và 70% số xã trong vùng rủi ro được tăng cường kỹ năng giảm nhẹ thiên tai. Theo các chuyên gia, nếu như trước đây, việc quản lý thiên tai chủ yếu là quản lý hậu quả sau thiên tai, thì nay yêu cầu phải có giải pháp chủ động, thích ứng, không chỉ là nhận thức cộng đồng mà cách vận hành công trình phòng chống thiên tai cũng cần phải thay đổi. Chúng ta vận hành theo một cái quy trình được lập từ rất nhiều năm trước, thì với những cái trường hợp này, trong điều kiện tác động của biến đổi khí hậu rất là thất thường, thì phải nói rằng là cái vận hành có thể sẽ không chính xác, dẫn đến hai kịch bản. Một là anh xả lũ lớn quá, có thể ảnh hưởng rất lớn đến hạ du. Nhưng nếu mà anh xả không đúng thì cũng có thể gây nguy cơ cho an toàn đập. Năm 2016, thiên tai đã xảy ra ở hầu khắp các khu vực của Việt Nam. 9 cơn bão và áp thấp nhiệt đới khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ bị ngập lụt, trong khi đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên hạn hán nặng nề nhất trong vòng 90 năm qua. Và những ngày qua, trận lụt tại Nam Trung Bộ đã gây ra không ít hệ lụy. Đến thời điểm này thì cả nước đã có hơn 200 người chết do thiên tai và thiệt hại về kinh tế đã lên tới hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Trước đây gia đình anh sống cùng bố mẹ vợ và các em ở thôn Liên Bông. Cả gia đình với 9 người sống trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 35m². Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có điều kiện để tách hộ nên vợ chồng anh cứ sống mãi trong cảnh chật chội như thế. Hiểu được hoàn cảnh của gia đình